Vì tôi luôn có một chiếc bụng đôi, bụng đôi để ăn thật no tất cả mọi ngon trên cuộc đời. Nào tôm, nào cua, nào cám. Ê, nhầm, trời ơi. Cám. Trời ơi, người ta nhầm mà. Trời ơi, mấy bạn ơi, tính ra mình là người chứ đâu phải là heo đâu mà ăn cám đúng không? Trời ơi, giờ mình hát nhầm mấy bạn ơi. Tôi từ nãy giờ quên chào bạn. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Thì hôm nay nữa bạn, mình đã vào trong Minecraft để quay một video Minecraft cho các bạn xem rồi đây. Ủa, giờ đây anh làm gì vậy? Em tè bậy. Tè bậy này. Anh có biết cái này, anh có biết cái này là cái nhà hàng của người ta mà anh đứng trong này anh tè bậy tào lao. Trời ơi, làm gì có nhà hàng nào mà đồ bếp mặc trông dơ cái này đâu trời. Trời ơi. À quên nữa, từ nãy giờ mình chưa giải thích cho các bạn tại sao bọn mình lại có ở trong Minecraft đúng không? Thì hôm nay nè, mình với anh Dịch với lại Sammy vừa mới gọi là mở được một cái cửa hàng ở trong Minecraft mấy bạn ơi. Mấy bạn biết cửa hàng gì không? Đó chính là cửa hàng bán đồ ăn mấy bạn ơi. Nhưng mà cửa hàng bán đồ ăn này không phải bán đồ ăn cho người bình thường nha. Mà cửa hàng bán đồ ăn này là bán đồ ăn cho quái vật đó bạn ơi, nghe ghê chưa? Ồ, Sam ơi, Sam sợ quái vật không? Trời đất ơi, ghê quá, tôi nghe tôi không muốn phục vụ luôn á. Trời ơi, có gì đâu mà sợ, Sammy này nhát gan quá. Anh Dịch, anh có sợ quái vật không? Anh bị treo cổ rồi. Tào lao. Rồi ok bạn ơi, không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào video nấu ăn thôi nào bạn ơi. Ok, let's go. Rồi, bây giờ là... Hả? Nấu cho ai ăn? Nấu cho quái vật ăn chứ nấu cho ai ăn. Rồi ok, bây giờ bắt đầu. Bắt đầu. Ok, rồi ok, xin mời vị khách đầu tiên. Ôi giời, Sammy, dịch đi Sammy lại đây coi nè. Trời đất ơi. Vị khách đầu tiên của chúng ta chính là ma cà rồng mấy bạn ơi, mấy bạn thấy chưa? Mấy bạn có thấy ghê không các bạn? Đó, ma cà rồng nè. Không. Wow. Em thử chạy vô bếp đi coi con ma cà rồng này nó có ăn vụng cái chí nào không mà mồm nó dính cái gì sắt lè. Ủa, cái miệng con ma cà rồng nó dính cái gì cả anh ơi? À em hiểu rồi, ma cà rồng này làm trong dịch vụ hút bồn cầu đó, cho nên nó hút bồn cầu. Cái gì hút bồn cầu bằng miệng nghe ghê vậy? Nó hút bồn cầu bằng miệng ghê quá vậy. Ok nè, giờ mình sẽ vô, mình mời khách vô nha. Ok, tinh tinh. Dạ em mời anh vô. Vô đó đừng tư thế đi dẫn mời khách nè. Đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai luôn. Ôi anh cần ăn gì á? Ôi ổng cần ăn một cái bánh kem, bánh kem gì đây, để xem coi công thức nấu ăn. Đây bánh kem này cần có một miếng thịt và một cái bột xương các bạn ơi. Ok, miếng thịt và bột xương đúng không? Ok, bây giờ em sẽ ra ngoài em kiếm thịt nha. Bây giờ mình sẽ đi kiếm thịt các bạn ơi. Ờ, để tôi kiếm xương cho. Ok, Sammy kiếm xương giùm tôi đi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cục thịt nha bạn nha. Mình lên phòng ơi, quay này. Lại. Ok, nhanh. Trời ơi bạn ơi, mình phải làm nhanh tại vì trong khách hàng của chúng ta là quái vật không à. Mình mà không làm nhanh là ổng sẽ quýnh chúng ta luôn á. Ôi, có con ngựa nè. Quýnh. Giết mình sẽ giết con ngựa, mình lấy con thịt. Yeah, có con thịt đây nè. Rồi. Ok. Rồi à, bây rồi giờ ơi, xương có chưa? Ok ok. Nhanh lên. Ok, chúng ta bỏ cục thịt lên trên dĩa. Rồi, bỏ lên. Trời ơi, sắp nướng nó đã. Quên, mình nướng. Ok, bỏ trong lò nướng nè. Đó, ok, hoàn thành. Rồi, bỏ lên trên dĩa. Rồi sao bỏ xương lên. Rắc ít bột nè. Rồi dịch cho khách ăn đi. Em cho đi, mồm mới dơ lắm, em không cho thúi lắm. Trời ơi, ghê rồi. Mệt ăn quá. Dạ, kính mời quý khách. Dạ, mời quý khách ăn. Rồi, xong rồi, xong cái biến thành chơi luôn. Ủa, ăn xong teo người luôn hả? Wow, mấy bạn ơi, đồ ăn của mình ngon quá. Ổng ăn vô xong cái ổng biến thành con dê, ổng bay đi mất luôn. Ghê. Ô, đù. Ê, anh, ui, ổng không, cái gì? Cái gì? Ổng không trả tiền. Ủa, cái gì vậy? Thôi, không. Thần chết. Trời ơi, mấy bạn ơi, vị khách tiếp theo chúng ta chính là thần chết các bạn ơi. Không ngờ thần chết cũng đói bụng ha. Trời ơi, trời. Phong ơi, dạ anh. Phong, mỗi người thì cái mùi gì thơm thủm không? Mùi gì thơm thủm? Đâu có nghe mùi gì đâu. Thần chết bị hôi nách cao trang tay ghê dớp đi. Trời, ông thần chết thì bị hôi nách hả? Trời, bị hôi nách còn hai tay nữa. Trời, ghê quá. Trời, ghê quá. Trời, dịch nói nghe ghê quá dịch ơi. Thôi kệ, ủa dịch, hình như hồi nãy ông ma cà rồng ổng ăn xong, ổng chưa trả tiền cho mình đúng không? Thôi em không biết rồi, khách ở vùng này ăn xong toàn bùng tiền không chạy luôn. Thôi chạy đi, nói chung mình phục vụ khách, mình không cần tiền cũng được. Ok rồi, dạ mời quý khách tiếp theo. Mời anh. Bay kìa trời đất ơi. Dạ quý khách muốn ăn gì ạ? Ồ, cái gì? Quý khách mình ăn gì đây, một cái móng tay giống như cái bánh sinh nhật đó ba. Ồ, não móng tay hả? Để coi não móng tay nấu như thế nào. Não móng tay cần có. Chạy ra ngoài phong tìm mấy con zombie túm cổ nó quấn nó lên não. Ok em hiểu rồi. Chúng ta cần phải đi kiếm zombie để lấy não bạn ơi. Bên đây. À, có hai con zombie. À, để em giết hai zombie này em lấy não của nó. Để tôi đi tìm móng tay cho.
sao mày hả mày, trời ơi xanh nó lâu chết kìa, quýnh nó dịch, mày quýnh mày hả mày. Ok rồi rồi ok, tiếp theo nữa chúng ta sẽ cần một cái móng tay. Ở đây nó có móng tay đó, vặn lên vặn vặn vặn. À ok rồi, à bây giờ chúng ta sẽ đem về trong đây đó bạn ơi. Sau tiếp theo nữa hả, cái gì anh, thì anh qua rớt nào nè. Em có rồi, tào lao. Bây giờ mình sẽ đem đừng có cười nữa, trời ơi trời. Bây giờ mình sẽ đem cái não vô đây nè, sau đó mình sẽ nướng cái não lên. Đó, nướng lên nha bạn nha. Sau đó để cái não ở đây. Rồi ok, rồi. Sau đó mình sẽ cắm hai con mắt vô. Cắm tay vô. Tiếp theo nữa là gắn móng tay vô. Đó, dễ quá. Quá trời ngon ơi. Luôn. Dạ, mời ngài thần chết ăn hả. Ngon quá anh. Ngon quá đúng không? Ê, trả tiền anh ơi. Chưa chịu tiền rồi. Trời đất. Biết rồi, cái nhà hàng này thành cái nhà hàng từ thiện quá. Wow. Trời ơi mấy bạn ơi, vị khách tiếp theo chúng ta chính là vị khách số 3, là một bộ xương các bạn ơi. Biết ơi, ông này ông nào ơi? Gì anh? Ông này ông nào? Ông này ông thần chết hỏa thân không mặc đồ. Tào lao. Ừ cũng đúng ha. Thôi mày nói gì nói đi, thằng vô văn quán. Ông thần chết hồi nãy là ông có mặc đồ, còn ông này là ông không mặc đồ. ông mặc đồ, người ông còn mới từ ngày nè. Đây mà dịch ơi, em thấy có một cái điều nó hơi phi logic nha. Là thường thường á, là người ta phải có cái bụng người ta mới đi ăn đồ ăn. Còn ông này, ông đâu có cái bụng đâu mà sợ ổng vẫn ăn đồ ăn được. Ờ ha, ăn rồi nó lọt luôn đất rồi sao anh trời. Ổng vừa bỏ miệng, ổng cái nó rơi, nó rơi xuống dưới đất luôn á. Ok, thôi cậy cậy, rồi mình mời ổng vô đi. À, dạ, em mời anh vô ạ. Tưng tưng, vô đi anh. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Đi nhanh, nó coi chậm chạp. Trời ơi, đất ông đi chắc mình sáng mai người ta tới. Không có thịt, người ta không có cơ, người ta đi chậm. Ổng cần một cái bánh kem y hồi nãy nữa. Trời mệt nha. Không, nhưng mà ông này ông ăn cái món này phù hợp với sao? Ổng không có não, ông ăn cái này hợp lý. Ờ đúng rồi, bộ xương nó không có não thì nó ăn cái món đó quá hợp lý rồi. Ok, để em đi kiếm não. Ok, não, zombie đâu? À, thấy zombie rồi. Con zombie kia. Mày hả mày? Rồi em giết được nó nè. Ủa sao có đánh có một cái nó chết rồi ta? Kỳ à. Ok, rồi bây giờ mình đem vô mình nấu nha bạn nha. Thôi. Dạ anh. Dạ anh gọi rớt não tiếp nè. Này thì rớt não cho zombie cắn anh luôn đi. Ê ôi zombie, đóng cửa lại. Ok. Này còn móng tay nè, xong rồi tôi đưa vô nè. Đó. Đưa móng tay đi. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ não đây mình nướng nha. Nướng lên nè. Đấy, ok, xong bỏ ra bếp. Rồi cắm hai con mắt vô. Rồi cắm nào, cắm móng tay vô. Gì ạ? Không ơi, dịch bị biến thành gì đâu kìa. Trời, dịch anh làm gì zombie vậy? Đâu, đất ơi, ok. Mình đi vô mà có zombie thành đầu không cho vô. Ai da, zombie tấn công, zombie tấn công. Quýnh nó. Mày vô phá nhà hàng tao hả mày? Ok, dạ em mời anh bộ xương ạ. À. Ăn đi anh. Đó. Ê. Trời ơi ông xỉu luôn kìa. Ủa em cho ông ăn gì mà ăn cái chết queo rồi Phong? Ủa sao ông ăn có xíu ông chết queo luôn rồi. Ủa tính ra mình cho ông đồ ăn chứ cái cho ông thuốc độc đâu mà ông chết vậy trời. Rồi ông hiểu rồi, ông trả thù kìa. Ủa sao anh quay lại nữa vậy? Ủa bộ đồ ăn không ngon ha anh? Ủa sao kỳ ta? À mình hiểu rồi. Ông ăn đồ ăn ngon quá, ông quay lại ông mua thêm. Ok. Rồi thôi mình mời ông vô đi. Ok. Dạ mời anh vô. Welcome. Welcome, xin mời anh vô. Đi nhanh lên, trời ơi, nhanh lên. Má cái cửa vô mà ông đi như cắt guốc trời. À, bây giờ chúng ta sẽ cần một cái bánh phủ xương. Bánh phủ xương này nấu sao đây, để xem coi. Chúng ta cần một cái miếng thịt và theo đó là bột xương. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi lấy thịt với bột xương nha. Ok, chạy. Nhanh lên. Thịt thì mình nghĩ rằng là mình sẽ lấy thịt của con ngựa nè bạn. Đây, ở đây có con ngựa zombie nè. Mày. Rồi, có mày, bột xương mày. Rồi nha. Có okay. Rồi nha. Rồi xương hả, xương thì chắc là lấy ở bên dưới gọi là cái ngôi mộ nè. Mở ngôi mộ lên, lấy xương. Lấy nè. Ủa, cái này không phải. Cái này là cái đầu lâu. Đó rồi nè, coi Phong ơi, xương lưng ông nè. Xương lưng nè. Đây đây, đó, đúng không? Ủa, đâu? Ủa mình cần cái đầu lâu là mình lấy cái này đúng mà. Không? Đúng rồi. Đâu, để xem lại coi. Đâu, xương là mình lấy cái trắng mà ta, đâu phải cái bộ lâu đâu trời. À, cái đầu lâu phải xây ra mà. Phải đúng rồi. Mình sẽ lấy cái bộ xương nè, sau đó mình đem vào đây cho cái ông đầu bếp ổng chặt ra. À anh, bây giờ anh hãy chặt cái cục xương này giùm cho tôi đi. Ok, cảm ơn anh. Rồi. Má ông chặt tay mình kiểu máy xay sinh tố luôn. Sau đó là mình sẽ bỏ miếng thịt vô trong lò nướng mình nướng. À, ok, rồi, mình sẽ bỏ miếng thịt lên đây. À, sau đó rắc bột xương lên. À, quá ngon luôn. Ê, Sam ơi. Rồi, đút cho ông anh đi. Sam, hay là tí nữa bọn mình nhét anh dịch vô trong cái lò nướng mình nướng anh dịch luôn á. Hợp lý hả tao? Giỡn mà. Dạ, ok, mời anh ăn. Ngon anh. Rồi, Sam chết qua tiếp. Ồ, đút cái đầu luôn. Ai sao ổng ăn câu cái là ổng chết vậy ta, sao kỳ ra. Ui,
Rồi ok các bạn ơi, thì vừa rồi mình đã cùng với anh Mr. Dịch và Sammy, bọn mình đã gọi là bán hàng cho, gọi là rất là nhiều thức ăn cho những vị khách rất là đặc biệt, đó chính là những quái vật mấy bạn ơi. Thần chết nè, bộ xương, rồi ma cà rồng tùm lum la luôn, ghê không? Đó, thì coi như là bọn mình đã hoàn thành xong gọi là cái khóa học làm bếp hôm nay rồi. Thì các bạn thấy bọn mình có xứng đáng làm gọi là vua đầu bếp của gọi là Minecraft không? Thì các bạn đừng quên hãy bình luận lại cho mình biết nha. Và anh em cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của anh Mr. Vịt cùng với Sammy và các thành viên của Hero Team đang kiếm hộ cho mọi người đó nha anh em. Và cảm ơn em đã xem video này. Nhớ là hãy like video này giúp cho video này của mình đạt lên được gọi là 10.000 like nha các bạn nha. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video Minecraft lần sau. Bye bye. Yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.